Chị và các bạn ơi, bây giờ Hồng đang đi lên đây đem đồ ăn lên cho con gái mình nè. Sẵn là mình vừa đi vừa nói chuyện với các anh chị và các bạn luôn ha. Đây là cái trường đại học UCI trên Irvine. Con mình nó học ở UCI á, trên Irvine nè, thành phố Irvine nè. Bây giờ trường thì cũng có nhiều học sinh đã đi về nhà rồi, có nhiều em đã về nhà và một năm sau thì nó mới quay lại trường để học tiếp. Còn có những em nào mà không có muốn về thì mình vẫn ở trong dorm, tức là vẫn ở trong cái ký túc xá của trường á, nó vẫn cho mình ở lại và người ta vẫn nấu ăn, vẫn cho mình ở, nhưng mà với là điều kiện là cũng không có đông, mà thật sự là trường nó cũng đi về hết rồi. Bạn gái mình nó kiểu nó ở nhà nó không có chịu, là tại vì nó buồn quá, nó muốn lên trên đây. Mà nó muốn lên đây là tại vì cũng còn có vài người bạn ở lại á, cho nên nó muốn là lên đây thì có bạn có bè vui hơn là ở nhà. Thì bây giờ trường học cũng vắng lắm, tại vì học sinh về rất là nhiều, có nhiều em nó ở tiểu bang khác nó qua đây nó học á, thì bây giờ nó đã đi về rồi cho nên trường này cũng rất vắng, nhưng mà họ cũng giữ an toàn cho học sinh lắm, không có cho người ngoài vô đâu. Bây giờ mình đem đồ ăn lên cho bé. Ở đây là cái cửa để đi lên trên lầu, lên phòng của nó, túc trên này nè, ở trên túc lầu 6 lần, thì mình phải gọi nó xuống để nó mở cửa, còn không có chìa khóa, không chìa khóa thì không có lên được. Bây giờ để mình gọi nó xuống để nó lấy đồ. Đây là cái phòng giống như vừa chơi, có phòng ăn nè, đây là cái chỗ cũng làm chỗ ở của mấy đứa, bàn chơi pizza, bàn chơi cái gì á, đánh banh. Từ đây nhìn, từ đây nè, đây nó có bếp luôn nè đó. Chỗ này là cái chỗ để cho mấy đứa buổi tối á, có đói bụng nó ra nó ăn. Còn ở đây á, thì là cái tủ lạnh nè, tủ lạnh chung tụi nó có thể để đồ đó, đồ ăn của mấy đứa học sinh á. Tiền vô để mình xài đó. Có chỗ rửa tay rất là sạch sẽ luôn đó. Các anh chị và các bạn thấy không, rất là sạch sẽ. Thì là nhà vệ sinh chung công cộng ở ngoài, chỗ này là để lấy nước uống, cái kia là phòng, bên đây là những phòng cho học trò nó ở nè. Con gái mình thì nó cũng ở đây, con gái mình ở lại trường những cái phòng này nè, rất là giống như cái khách sạn vậy đó. Các bạn thấy không, học UCI đây rất là sướng, đầy đủ tiện nghi. Đây ở bên đây này cũng là một cái building của học trò ở luôn á. Ở đây cũng là cái chỗ để phòng ăn á, nhưng mà là ngồi ngoài trời. Các em mà không thích ăn ở trong phòng á thì có thể là đi ra ngoài đây ngồi ăn nè. Đi ra ngoài đây ngồi ăn. Đây là chỗ để xe đạp nè. Có những em nó không có đi, nó không có lái xe đi lại á. Giống như con gái của mình thì nó biết lái xe rồi, nhưng mà tại vì ở lại trường nè, thì trường học thì cũng gần đây thôi. Đi bộ thì nó hơi xa, nhưng mà đi không cần phải đi xe hơi, đi xe đạp thôi thì chạy một vòng chút xíu là đã tới mấy cái lớp học bên đây rồi, cho nên là các em thường lấy xe đạp để đi. Building này cho các em ở nè. Đây là cái phòng tập gym, tập thể dục.
ăn. Đó. Cái phòng ăn nè, phòng ăn rất là đẹp. Nhưng bây giờ thì không có cho các em ngồi ăn nữa, thì các em về hết rồi. Thì bây giờ chỉ có là lấy to go đem về thôi. Còn ngoài đây là buổi sáng thì mọi ngày thì có cà phê ở đây nè, cũng có bán cà phê cho các em ăn uống, ăn sáng. Chỗ này là mấy cái chỗ để thư viện, có cái chỗ ngồi để đọc sách nè. Cái chỗ này là để thùng thư, để lấy thư, để lấy thư. Cũng còn những em nó ở lại thì nó lấy đồ ăn ở đây nó ăn. Xung quanh thì đó, bàn ghế rất là đẹp để cho các em ngồi chơi. Xung quanh nó trồng bông đó, cây cỏ xung quanh đó, rất là đẹp. Trường thì rất là đẹp, rất là sạch sẽ và ngăn nắp lắm. Muốn học ở đây thì các em cũng phải đủ điểm và cũng phải có điểm cao. Cũng phải có điểm cao mới đi vô đây học được. Nói chung các em cũng phải giỏi. Những em nào mà muốn vô UCI này thì cũng phải học giỏi, phải đủ điểm thì mới đi vô đây được. Đó, các anh chị các bạn thấy không? Cái building chính giữa nè, các anh chị các bạn mới thấy nè. Là ở trên lầu thì cũng có các em ở trên đó, còn ở dưới là cái phòng ăn. Đó. Ở ngoài trời là cái phòng ăn ngoài trời nè, các em không thích ngồi trong nhà thì có thể ra ngoài trời ngồi ăn. Đó. Cái building cao bên kia là con gái mình nó ở trên đó đó. Cái building này thì mới xây khoảng được 4 năm thôi, 3 năm 4 năm thôi cho nên nó còn rất là mới. Đó, những cái building này nè. Thì còn rất mới. Ồ, khu bên đây cũng đẹp quá. Khu bên đây là học về kỹ sư. Học kỹ sư, học kỹ sư với computer. Còn nhà bên nhà thầy giáo ạ. Ở đây mình vẫn còn đang trong cái khu trường học UCI đó. Rồi nó rất là rộng nè. Khu nhà này là dành cho thầy cô giáo ở. Đó, nhà của thầy cô giáo ở bên đây. Ở trong cái khu này đó, khu dành cho thầy cô. Khu trước mình là engineer ở đây là học về kỹ sư. Ồ, mấy cái trường, mấy cái building này nè, building này để học về kỹ sư á, nó xa ghê các anh chị các bạn thấy không, từ khu này qua khu kia mà tại nó đăng ký lên học á, một ngày nó có thể mấy tiếng đồng hồ nó đi học á, nó nhiều lớp, nếu nó lấy nhiều lớp là một ngày nó phải đi nhiều chỗ lắm á, nếu mà lấy nhiều lớp học. Ở đây có cái bắc cầu, có những cái cầu bắc ngang qua để nó đi bộ, nó có thể đi qua được nè. Đi bộ qua thôi. Về chỗ ở hết. Ở cái khu bên trái bên này nè. Là khu apartment đó, cho học trò ở hết á. Nó để nè, UCI Public University. Number 1. Dạ, trường business là trường luật. Đó. Mình vẫn còn ở trong khu trường học đó các anh chị các bạn. Đó, vẫn trong khu trường học, bên đây là trường luật. Đó, đây là cái biểu tượng của UCI nè. Trường học UCI. Đó, cái con này là cái biểu tượng, cái con này kia là con Edward thì đó. Cái con này là con chi ăn kiến nè. Tiếng Anh nó nói vậy, tiếng Việt mình biết bóng chuyền. Trong đây. Cái chỗ đầm phía trước mình là để chơi đánh bóng chuyền nè, chơi cầu lông nè. À, đại khái là chơi thể thao á. Đây nè. Bơi nữa. Đó. Học bơi, học bóng rổ, bóng chuyền hoặc là thể thao. Đó, ở đây có cái cầu đi ngang đi bộ qua nè. Ồ, bông mọc đẹp quá ha. Đó, cái cầu để đi bộ qua đó đó. Ở đây vẫn là vòng vòng trong cái khu trường UCI á các anh chị các bạn. Đây là nguyên cái sân banh nè. Đó, nguyên cái sân banh rộng đó là chơi đá banh nè. Chỗ này cũng có nguyên cái cầu nè. Cái cầu để bắt ngang nè. Cầu để bắt ngang qua đây có thể đi bộ qua được. Đây bên hông mình là trường gì? Trường gì?
cũng là trường y dược á, y khoa, trường y khoa mà nó rộng ghê vậy đó. Cái khu này là học về y, về ngành y. Rồi từ cái lớp này nó qua cái lớp khác á, nó rộng như vậy đó các anh chị các bạn, cho nên nhiều khi nó đi bộ thì rất là lâu, cho nên phải có xe đạp để đi, đi xe đạp. Tại vì mỗi em nó chọn lựa những cái ngành nghề khác nhau á, nó chọn về ngành y rồi ngành cái gì nữa. Ở trong đây là ở UCI là có cái gì đặc biệt nhất nè? Y kỹ sư, luật sư. Đúng rồi, nó về luật sư nè, về luật thì học sư, chỗ khác nè. Kỹ sư với computer. Về kỹ sư thì cũng học cái building khác nè. Trong vòng một khu này nó rất là rộng luôn. Trời ơi, nhìn cái parking trống vắng buồn dễ sợ, các anh chị các bạn thấy không? Bình thường chỗ này là đông học trò lắm đi học á, bây giờ vắng que, đi đâu cũng thấy vắng buồn dễ sợ. Ở đây là học về biology hả? Biology là về nghiên cứu về cơ thể, thân thể con người nè, là người thú vật rồi tùm lum hết á. Nghiên cứu về bắt ở đây nè. Nó có Starbucks cà phê ở đây nữa để cho học trò có thể mua, nó đi học thì nó xuống đây nó có thể nó mua Starbucks uống nè. Mà giờ cũng đóng cửa vắng que như vậy rồi nè, buồn ghê luôn á. Nhìn trường học vắng tanh nè, chừng nào cho nó hết cái hạn này để cho trở lại như bình thường. Yeah, biology soil sensor nè. Trong này là cái thư viện của biology, thư viện. Đây nè, đằng trước mình nè, đó, cái này là cái thư viện. Cái thư viện mà để nghiên cứu này kia, để học về biology á. Trời ơi, nó rộng ha, rộng mênh mông luôn. Đó, trường đại học bên đây nó vậy đó các bạn. Đó, đây là con đường vẫn còn đang ở trong cái khu trường học của UCI á. Ở đây là cái chỗ đậu xe nè. Những học sinh nào mà có đi xe hơi ở nhà gần á, thì ở đây là mỗi tháng mình sẽ phải trả tiền để mà đậu xe ở đây. Này đó, và cái cầu bắc qua để cho các em có thể đi bộ qua rất là gần. Chỗ này là chỗ mà chơi nhạc. Đây, đi thực phẩm. Đó, cái chỗ này là cái center để mà cho các em chơi nhạc, học nhạc ở đây nè. Khu này học nhạc nè. Nó có nhiều khu như vậy lắm, cho nên từ trong chỗ chỗ ở đi ra đây đó, là những em ở đó thì có thể đi xe đạp đi ra đây nè. Các bạn ơi, nãy giờ mình đi thăm con gái mình và giờ mình đã về tới nhà rồi. Thì Hồng chỉ biết là cảm ơn các anh chị rất là nhiều trong những ngày tháng qua đã ủng hộ, đã xem video của Hồng. Hồng xin cảm ơn và chúc hết các anh chị và các bạn có thật là nhiều sức khỏe, có thật là nhiều niềm vui. Và tất cả các anh chị các bạn làm không phải là chỉ riêng về YouTube không, mà bất cứ công việc gì thì cũng chúc tất cả các anh chị và các bạn đều thành công trong công việc của mình làm. Cảm ơn các anh chị các bạn rất nhiều.